chương trình hôm nay em giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị các bạn nhà mình mẫu xe 7 chỗ đẹp. Chiếc xe này bên này cửa hàng em mới về xong. Chiếc này em mua của chính chủ. Đấy. Đã biết thông tin chủ xe bán từ một thời gian trước rồi, đã được rất lâu rồi. Nhưng mà chưa mua được. Chưa mua được của chủ xe vì chủ xe đang đòi giá cao với lại cũng đang tiếc trước khi bán cho nên là chưa mua được. Thì trong đợt này, trong ngày hôm nay em review tới các bác xem thì cửa hàng em đã mua được về rồi các bác nhá. Chiếc xe Chevrolet Captiva 2008 số tự động máy xăng 7 chỗ 2.4 gốc Hà Nội các bác nhá. Gốc Hà Nội, mình mua về Hà Nội rất ok. Chiếc xe có một bộ ghế các bác xem này. Đấy. Không phải chiếc xe Captiva nào cũng có được một cái bộ ghế đẹp như thế này các bác nhá. Bộ ghế rất là đẹp. Ghế này được ngồi nhiều nhất đây. Các bác xem nhiều Captiva thì các bác cũng biết, nếu mà những chiếc xe đi nhiều, sử dụng nhiều thì những cái phần ghế da nó sẽ bị kém đi, nó sẽ bị rách, bị sờn, bị sứt, bị nhăn, bị đen, đúng không ạ? Chiếc này của em này các bác xem này, ghế này ngồi nhiều nhất đây, được như này luôn này. Đấy, được như này luôn. Đặc biệt chỗ này và chỗ này là rất hay là bị hỏng này, bị kém này. Đấy, ghế bên đây cũng thế này. Có nhá, hai ghế này là ngồi nhiều nhất, nhất là cái ghế bên lái xong đến cái ghế bên phụ đây. Hàng ghế đằng sau thì rất là đẹp rồi. Trang bị màn hình camera lùi. Đấy. Điều hòa auto tự động. Đấy. Hệ thống chống trơn chống trượt đầy đủ trên cái mẫu xe Captiva này nhá. Có cảm biến lùi này, rồi có gương kính điện này, có ghế điện này các bác nhá. Phanh ABS 4 bánh, hai túi khí an toàn. Na xăng đúc nguyên bản theo xe. Đấy, chiếc xe với lớp sơn là màu đen. Chủ xe cũng đã được dán cái tem vào rồi. Nhìn chiếc xe có vẻ nó khỏe khoắn và hầm hố hơn, đúng không ạ? 2008 các bác nhá, chứ không phải là 2007 đâu. Đấy, những cái mẫu này thì từ đời 2006 trở lên nó đã có rồi. Đấy, chiếc xe biển 36 nhưng mà gốc thành phố, gốc Hà Nội đấy ạ. Mình mua về thành phố thì rất là ok các bác nhá. Đấy, xinh nhan gương đầy đủ. Đèn bi xe lông siêu sáng luôn. Đấy, cặp đèn pha của xe thì rất là trong. Rồi, mời quý vị anh chị các bạn nhà mình cùng ngắm về chiếc xe này nhá. Dòng số sàn thì bên em còn rất là nhiều, số rộng vẫn còn mấy chiếc nữa cơ các bác nhá. Đăng kiểm của xe thì còn đến cuối năm. Đấy, bộ na răng của xe thì các bác thấy đây, không xước sát gì đúng không ạ? Đèn trước đèn sau còn rất là trong và còn rất là sáng. Tiếp sẽ quay gần hơn để các bác mình cùng xem nhá. Đấy, phía sau của xe đây ạ, Captiva LTZ. Đấy. Chiếc xe với lớp sơn là màu đen, nhìn rất là sang đúng không ạ? Nhìn rất là sang trọng, rất là khỏe xe. Với một dàn lốp còn tương đối là dày các bác nhá. Tương đối là dày. Phanh đĩa 4 bánh luôn các bác này. Đấy. Lốp rất là dày nhá. Nội thất của xe nhá, nội thất của xe thì cực đẹp, em quay thêm nội thất này. Đây. Có cả màn hình sau luôn các bác nhá, có cả màn hình sau luôn chứ không phải là riêng màn hình trước đâu. 7 ghế ngồi. Rất là tiện lợi và rộng rãi. Mình có thể là chở hàng chở người thoải mái luôn trên cái mẫu xe này. Xe trang bị hai ống xả, có cảm biến lùi, có camera lùi phía sau đây các bác nhìn này. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Sơn xi rất là bóng đẹp. Đấy, với lớp sơn rất là bóng. Đấy, rất là sáng bóng. Lớp sơn của xe rất là lì, rất là căng các bác nhá. Lớp sơn của xe rất là căng này, các bác xem. Có đèn phanh trên nóc này. Đấy. Mời các bác cùng ngắm để được cảm nhận về chất lượng của xe các bác nhá. Đấy, kính của xe được dán 3M loại tốt rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp, không phải là đen xì. Đấy. Thân vỏ căng tròn căng đét luôn. Về thân vỏ thì các bác yên tâm, thân vỏ không lỗi nhá, không lỗi đâm va và cũng không bị han mục mọt gì. Đấy là về thân vỏ. Máy số của xe thì còn rất là chất. Máy số chất các bác nhá. Máy số cực chất luôn, còn rất là đảm bảo. Gầm vệ chắc, điều hòa mát. Đăng kiểm còn, tên tư nhân. Các bác mua về mình ra tên bất cứ lúc nào. Rất đơn giản và nhanh gọn thôi các bác nhá. Đấy. Đấy, thân vỏ xe này đẹp căng luôn. Và cặp đèn pha của xe thì còn rất là trong đây. Còn rất là trong luôn. Đấy, chỗ này thì nó là nước nhá, chưa rửa thôi đây các bác này. Đấy,
Giờ thì nó bóng đẹp lắm. Bên em mới lau qua thôi. Đèn sinh nhan trên gương của xe này vẫn đẹp này. Đấy, kính của xe vẫn là kính zin này. Đấy, đây là lock nhá. Logo biểu tượng và tất cả những cái phần những cái phần đây, các bác xem này. Đấy, chỗ mạ lốc còn rất là đẹp luôn. Các bác xem hết video để mình cùng cảm nhận chi tiết về cái mẫu xe này nhá. Một mẫu xe đẹp. Đấy, mẫu xe còn rất là cứng, rất là chắc chắn. Không có lỗi, chiếc xe không có lỗi. Bên em toàn bán xe đẹp thôi. Tuy rằng thì biết là giá nó cũng sẽ cao hơn bình thường, thế nhưng mà lại rất là dễ bán luôn. Mua cao hơn bình thường các bác nhá. Mua cao hơn những cái mẫu xe gọi là tầm tầm bình bình thường thường đấy ạ. Đấy, những cái mẫu xe lát, mẫu xe kém thì không nói đến, không nhắc đến làm gì rồi, đúng không ạ? Vì những mẫu xe đó sẽ rất là rẻ, rất mình luôn. Đây các bác xem, lốp na răng này. Đấy, bậc bệ lên xuống này. Đấy, sinh nhan này, gương này. Đẹp rất là đều. Trước này các bác mình mua về là chạy luôn thôi nhá, không phải làm gì, chỉ cần đổ xăng là chạy thôi. Tất cả mọi chi tiết của chiếc xe, từng góc cạnh của chiếc xe rất là lép. Thì các bác xem này, cái phần gioăng kính của xe này, đồ nhựa bên khung kính của xe này, đấy vẫn còn nguyên luôn. Thì các bác xem. Và đây chính là em giới thiệu đây, cái bản mặt của em. Đấy. Em Trâm năm nay hơn 30 tuổi một tí các bác ạ. Xe thì rất là nhiều, thế nhưng mà vợ thì không lấy được một người. Vâng. Đây các bác xem này, xe rất là nhiều luôn, trên dưới 100 đầu xe các bác ạ. Và cửa hàng bên em chuẩn bị thông báo giới thiệu với các bác là bên em cũng đang mở thêm một địa điểm nữa. Đấy, cũng ở trong thành phố Hải Dương là thôi các bác nhá. Mở thêm một địa điểm nữa ở chân cầu Lộ Cương. Ở chân cầu Lộ Cương. Nếu các bác thì mình chỉ cần là đến cái khu vực chân cầu Lộ Cương đấy ạ, khu biệt thự Thiên Phú đấy ạ, thì sẽ thấy cửa hàng bên em. Bên em cũng đang để tầm khoảng 20 con ở đấy rồi. Đấy. Bên em rất là nhiều xe cỏ nhá. Chỉ bán xe cỏ thôi, chứ không bán xe đẹp đâu ạ. Chứ không bán xe lướt. Xe lướt thì cũng có nhưng mà ít, số lượng nó sẽ ít hơn. Chủ yếu là xe cỏ là nhiều. Đấy, kính sau cũng dán rồi này. Mở cốp ra luôn cho các bác xem này. Đấy, hàng ghế sau thì đang gập xuống. Đấy, cũng hơi ố ố một chút, vài chỗ nó bẩn. Đấy các bác xem. Nâng ghế này nhá. Em nâng ghế cho các bác xem này. Cái mặt ghế của nó còn rất là đẹp. Ít người ngồi đến, ít khi ngồi đến cho nên là mặt ghế của nó rất là đẹp này. Đấy, ghế da xịn nguyên theo xe đấy các bác nhá, chứ không phải là ghế nằm lại đâu. Đấy, mặt này cũng là mặt lý này. Đấy, trước chủ trước người ta cũng để một số đồ cho nên là nó hơi ố bẩn một chút, và mình đánh sạch đi nó sẽ đẹp hơn các bác nhá. Còn riêng trần này, trần thì như mới luôn rồi các bác ạ. Đấy, trần như mới luôn. Và bây giờ thì em di chuyển quay phần nội thất bên trong nhá. Đây, em sẽ mở hết cánh cửa ra này. Đấy, mở hết cánh cửa ra luôn nhá. Đây, mở hết cánh cửa ra cho các bác ngắm luôn về chiếc xe kỹ càng, chi tiết đầy đủ. Đây, con xem đấy, những cái vị trí này, những con ốc đây nó còn không bị han này. Nhiều con là bị han rồi, chiếc này còn không bị han luôn này. Đinh tán nguyên hết nhé, keo chỉ nguyên, đinh tán nguyên. Chiếc xe nó không bị va chạm gì, đóng mở cửa nó cũng đã thích rồi, đúng không ạ? Mời các bác tiếp tục xem vào khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Thì trước khi đi vào chi tiết nội thất bên trong thì em kính mời các bác nhấn vào nút đăng ký kênh và nút theo dõi để được làm gì, để được xem và tìm hiểu và được tham khảo những cái mặt hàng, những cái chiếc xe cũ mà bên em đăng tải lên. Rất là nhiều xe được đăng tải lên theo hàng ngày các bác nhá. Mình hãy đăng ký để được xem thêm. Đấy, da xịn hết các bác nhá, da trên da dưới đều là da xịn này. Đây cũng vậy này, chỗ này nó hơi bẩn thôi, chưa đánh đi nó hơi bẩn một tí, đều là da xịn đấy các bác nhá. Đây vẫn là da xịn đấy chứ không phải da làm lại đâu. Đây cũng thế này, đây, da xịn. Đấy, những cái phần công tắc kính của xe lên xuống này cũng bị bật màu. Đấy, chỗ này thế này,
lòng trong đây, thậm chí là sơn zin này đấy, vẫn còn chấm sơn đỏ vàng của nhà máy đấy, bậc vệ cũng hơi bẩn một tí thôi các bác nhá, mình vệ sinh rất ok đấy, bên em cũng vệ sinh qua loa rồi, riêng một vài vị trí này hay bước ra bước vào thì đấy, nó hơi bẩn một tí đấy, ghế điện trơn tru các bác nhá, cái ghế lái thì em cũng đã kiểm, cũng đã quay rồi đấy, đây cái phần vách cánh cửa bản lề cánh cửa đây đấy. Đấy, chỉ cái răng này các bác thấy này không bị sứt mép đúng không ạ, răng không bị sứt mép luôn. À, từ cái phần giá trên nóc nữa này đấy, vô lăng đây các bác xem này, vô lăng xịn nguyên theo xe nhá, không phải vô lăng làm lại đâu nhá, vô lăng xịn nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, da vẫn còn đẹp đúng không ạ, hệ thống gương kính chỉnh điện được nằm ở đây, nội thất của xe rất là tươi, những cái đồ nhựa không bị gãy vỡ xước sát gì đấy. Chỗ này là da này, cảm biến lùi đây, đây là mặt đồng hồ của chiếc xe nhá, hơi bụi bẩn một tí đúng không ạ. Còn đây là phần táp lô đồng hồ, táp lô đồng hồ của chiếc xe nhá. Và đây là đồng hồ chiếc xe này, đồng hồ báo đây hiển thị đây, gọi là gần chục vạn đúng không ạ. Âm thanh đầu đài đầy đủ nhá, số vào rất là nhẹ, lái nhẹ, phanh ăn. Đây cốp đồ này, chỗ này là cốp đồ nhá, ngay sau đây em sẽ mời các bác xem đến một cái cánh nữa. Đấy, quay chậm để các bác xem dễ hơn nhé. Đấy, quay chậm để các bác xem được một cách dễ dàng hơn. Đấy, vách cửa này, hàng ghế sau rất là đẹp các bác xem, ghế da xịn đấy nhá, xịn nguyên đấy ạ. Và ghế này cũng thế này, hai màn hình đằng sau đấy, trần đây em quay thêm cho các bác xem, trần này, trần thì nguyên zin. Ghế này mình cũng có thể là gập lại được xuống bình thường nhé. Đây ghế này, này. Đây, mình gập xuống bình thường, thậm chí là lộn lên được luôn. Đấy, tạo thành một cúp tương đối là rộng, thành một cái giường nằm luôn đúng không ạ. Đây các bác xem này, đèn này, đèn rất là trong này. Đấy, những cái máng nước của xe này. Đấy, con bu lông ở đây này. Vẫn còn rất là chuẩn chỉ đúng không ạ. Đấy, thêm hai cánh bên phụ nữa nhá, mời các bác cùng chú ý đón xem. Chi tiết và đầy đủ từng phần, từng góc cạnh một của chiếc xe. Các bác mình đang quan tâm đến mặt hàng, đến một chiếc xe nào của bên em thì bảo bên em gửi hình cho nhá, gửi hình, gửi video cho, bên em nhiều xe lắm, trên dưới 100 đầu xe cơ mà đúng không ạ? Giá từ 100 triệu trở lên rất là nhiều. Đấy, các bác xem cái cánh này nhá, các bác cho em xin một lần like nhá, em xin một lần like và một lần chia sẻ, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, ghế này ngồi tuy rằng là ngồi rất là nhiều nhưng mà ghế vẫn rất đẹp này, hai ghế này là ngồi nhiều nhất. Đấy, các bác nhỉ, chìa khóa khiển nguyên theo xe nhá, chiếc xe rất là tươi, rất là tươi sáng, không phải là lúc nào cũng có được một chiếc xe đẹp như thế này. Đây cốp đồ này vẫn là nỉ nhá,
Thế là xong phần nội thất rồi. Phần nội thất và phần hình thức bên ngoài. Bây giờ em quay gầm và quay máy cho các bác xem nhé. Ơi gầm đây, gầm đẹp như thế này luôn này các bác này. Như con ốc ở cái phần giảm sóc nó còn không bị han này. Đấy. Tất cả đồ nhựa ở cái phần cua lốp các thứ này nguyên hết này các bác này. Đấy, đồ nhựa nguyên hết nhá. Còn sáng trưng, bô cũng còn sáng trưng kìa. Đấy. Gầm điếc bô sáng trưng. Đấy, các bác xem này. Xe đẹp như đời 2010 mấy luôn. Đây gầm đây. Các bác xem máy nhá, em quay máy luôn. Để em quay máy luôn cho tới các bác mình cùng đón xem này. Đây có hai anh ở miền Nam ra đi xem xe này, biết là anh ấy xem xe gì. Các bác xem nhá, cabo đây, cabo lì trông lóng còn đẹp này. Cabo này, keo chỉ này. Tem mác này còn duy nguyên này. Anh cứ vào trong nhà đi anh. Đấy, đây, đây là phần động cơ khoang máy nhá. Đấy, những cái đồ nhựa ở cái phần đầu xe này các bác xem này, nó không bị làm sao cả, nó không bị gãy vỡ gì, không bị han gì, gãy vỡ gì. Đấy, máy rất là khô sáng sạch sẽ. Máy chất các bác nhá, máy không lỗi. Máy số không lỗi, máy số yên tâm luôn. Các bác gọi điện cho bên em để được chốt mẫu này. Theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và tiếp tục 0389 000555. Zalo bên em dùng theo hai số đó luôn nhé. Các bác tới địa chỉ 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Đến đây rất là nhiều xe, các bác chọn 166 Hồng Châu nhé. Em ở đối diện. Và thông báo với các bác là bên em có chương trình là ship xe toàn quốc. Đấy, chuyển xe, ship xe trên toàn quốc luôn. Miền Bắc và miễn phí, miền Nam thì sẽ tính toán làm sao hợp lý các bác nhá. Đấy, hồ sơ rút cũng là trên toàn quốc, sang tên toàn quốc. Đấy, các bác ở đâu cũng thể là mua, cũng có thể là bán cho bên em được. Các bác có xe bán bên em mua lại, các bác nhu cầu đổi thì bên em cũng đổi cho các bác luôn nhá. Đấy, có một chiếc xe Innova mới về nữa đây. Đấy, còn rất là nhiều những xe khác nữa mà đang được chờ các bác xem. Thì mời các bác cùng đến ngắm cảm nhận nhá. Ok, em xin cảm ơn và xin gặp lại các bác vào những cái video clip lần sau.